Bố làm cái gì mà son phấn trải chuốt suốt ngày thế à? Hay định mèo mỡ với thằng chó nào? Liệu hồn! Làm gì có thằng chó nào nó dòm ngó đâu. Mà chỉ có thằng chó... Chó Tây chứ gì? Cậu nghe ai nói vậy? Em mà biết được, em đập vỡ mồm nó. Chẳng qua mấy đứa nó ghen ăn ghen ở. Nó thấy ngài Mr. Rang quan tâm giao việc cho em, nên nó... Kìa cậu, cậu đang ghi chép gì thế? Sắp có biến rồi đấy mụ ạ. Có khi người Pháp bỏ rơi chúng ta. Người Pháp bỏ rơi chúng ta á? Người Nhật với đội quan quân đông hàng triệu người bách chiến bách thắng sẽ thay người Pháp ở Đông Dương. Gió chiều nào ta phải theo chiều ấy. Nếu không tức thời chỉ có chết mụ hiểu chưa? Thế cậu đã... Thì tôi đang ghi danh sách tất cả những đứa thân Việt Minh thân Pháp. Để đến khi người Nhật vào ta sẽ tấn công. Chỉ có như thế người ta mới tin dùng mình, mới thăng quan tiến chức cho mình. Mụ chỉ khôn hơn con bò Nam Định. Biết cái gì? Đứng dậy tôi đọc cho mà nghe. Nghe nhé. Một, tên Nguyễn Phương Thảo, tức Ba Thảo, cán bộ Quốc dân đảng, tay chân của Việt Minh. Hai, tên Nguyễn Công Cẩn, nghi theo Việt Minh. Ba, tên Lê Thiện Vinh, phần tử nghi vấn nguy hiểm. Cậu... Hả? Sao lại có cả anh Vinh, anh ruột nhà mình? Nó là thằng cùng cha khác mẹ với tôi. Nhưng cô có biết không? Chính vì nó mà tôi và cô mất gần 100 mẫu ruộng lẽ ra là của tôi. Nay lại thuộc về tay mẹ con nó. Anh em kiến giả nhất phận. Diệt! Này cậu, đến nước này thì chúng ta bắt cá hai tay. Nếu người Pháp thắng thì ta theo người Pháp. Nếu người Nhật thắng thì ta theo người Nhật. Thế là thượng sách, có phải vậy không cậu? Mụ nhiều lúc ngu như bỏ Nam Định, thế mà lắm lúc khôn như ếch ngồi đáy giếng. Phải. Thời thế, thế thời, phải thế. Ta phải thưởng cho mụ. Cậu. Con đừng kêu. Bỏ tay ra. Tôi sẽ có ông. Tôi lại có ông ạ. Có ông tha cho tôi. Chào ông Vui. Chúng tôi là người của cơ quan mật thám Pháp tại Hưng Yên. Xin lỗi thật khiếm nhã phải đối xử với O thế này. Nhưng chúng tôi có thông tin O làm gián điệp, có đúng không? Dạ. Con cắn rơm. Cắn cỏ con lạy các ông. Con chỉ mải buôn mải bán. Con có biết gián điệp là gì đâu ạ. Chắc các ông bắt nhầm ạ. O có phải là vợ của ông đội cường và lại là bạn gái thân thiết của ông đồn trưởng Mr. Rang không? Dạ, vâng, thế... Người của chúng tôi báo, O thường lên đồn thậm thụt với ông đồn trưởng để dò la tin tức. Và chính O là người của giặc cỏ bãi sậy gài vào. Dạ. Đúng không? Dạ, con lạy thánh mớ bái. Chắc lão đội cường định hãm hại con để sống với con vợ nhỏ ở phố nối. Dạ, con xin thề. Con vẫn là tai mắt của ngài Mr. Rang. Dạ. Để các ngài xem. Con có cả bản báo cáo để gửi ngài Mr. Rang. Tối nay con mang lên để ngài giết bọn Việt Minh, Quốc dân đảng ạ. Những kẻ bị nghi vấn theo Việt Minh Quốc dân đảng cho bắt giết ngay. Một, tên Nguyễn Công Cẩn Việt Minh. Hai, tên Hoàng Văn Lúa Việt Minh. Ba, tên Trần Văn Tuất Việt Minh. Bốn, tên Lê Thiện Vinh Việt Minh. Năm, tên Nguyễn Phương Thảo, tức Ba Thảo, cán bộ Quốc dân đảng, tay chân Việt Minh. Tôi Ba Thảo đây. Cô muốn giết ngay à? Giết nó chẳng tích sự chi. Huynh cứ để cho choa. Choa sẽ mở cho O một con đường sống nếu O làm việc cho choa. Dạ, các ông bảo gì con cũng làm. Chỉ cần các ông cho con một con đường sống. Dạ, con xin các ông.
Con lạy các ông, cho con được sống ạ. Con lạy các ông. Biết thế là tốt đấy. Đi nhanh lên tụi bay. Các em ơi. À, trứng ngon quá. Được, bóc chuối ăn đi. Hả? Ê này, chuẩn bị chưa? Mày lấy đến chưa? Bọn mình gọi đi. Có mang theo súng không? Ê! Dụ bọn chúng lại đi. Anh ăn chuối không? Anh ăn chuối không? Lên đây lên. Lên đây bóc chuối cho ăn này. Anh nào muốn lấy vợ làm bần không? Lên đây em giới thiệu cho đây. Anh chưa vợ em ơi. Ơi, thế thì hay quá. Lên đây. Có thích lấy được chồng làm lính không? Được rồi, cứ lên đây để em giới thiệu. Nhanh lên. Lên đây bọn em bóc cho. Đây ăn đi, ăn đi em bóc nữa cho mà ăn. Ăn chuối đi. Không, anh thích ăn bưởi cơ. Anh này. Bưởi thì về nhà mới có, chứ ở đây làm gì có bưởi. Anh ăn đi. Ăn đi. Hay bây giờ về nhà em chỉ qua ruộng ngô kia thôi. Về nhà em cái gì cũng có. Đi. Đúng rồi. Đi về nào. Để bọn em cầm súng cho đỡ nặng nhá. Đi đây nào. Đi chơi anh. Cái gì đúng rồi đúng không? Có bữa đây. Đi. Đi nhanh nào. Giơ tay lên. Chúng ta ở đội hùng giá bãi dậy đây. Tất cả giơ tay lên. Bảo Ba Thảo, đội hùng giá bãi dậy đây. Tất cả giơ tay lên. Xin anh. Đi, thế nào đâu để tao bắn chết. Đi. 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 Nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Đi. Nhanh lên. Qua báo cáo và đề nghị của ông đội Cường, ngài đội trưởng ra lệnh cho chúng ta phải bí mật bắt và thủ tiêu tên Ba Thảo ngay trong đêm nay, vì nó là một tên rất nguy hiểm. Xin cảm ơn quan lớn. Phải giết được tên Ba Thảo thì chúng tôi mới yên tâm phục vụ nước mẹ Đại Pháp được. Nó còn sống thì đây, chào các thầy ạ. Thế nào ông Hàn, làm ăn khá chứ? Uống đi, rượu Tây đấy. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, từ tối đến giờ tôi thấy Ba Thảo không ra khỏi nhà. Cách đây chừng nửa canh giờ, hắn còn đi giải rồi vào nhà đi ngủ. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, cứ để cho tên cán bộ Quốc dân đảng ngông cuồng ấy ngủ say đi. Lúc ấy ta sẽ thịt hắn. Uống. Uống đi. Ba Thảo ơi, Ba Thảo. Ba Thảo ơi, mở cửa ra. Ba Thảo, Ba Thảo ơi. Ba Thảo. Ba Thảo ơi. Ba Thảo.
Ai đấy? Thằng chồng em, thằng đội cường. Nó đưa lính đến bắt anh bây giờ đây. Cảm ơn cô. Anh trốn đi. Tôi sẽ đi ngay. Nhanh lên. Em về nhá. Thầy, thầy đã nghe hết rồi ạ? Cần. Dậy. Cần. Dậy. 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 Cần. Đi. Dậy đi. Dậy. Khóc thầy nhanh lên. Đi. Khóc thầy đi. Nhanh lên. Sao? Sao lại thế? Trời ơi, sao lâu thế? Nào, đi luôn. Thầy ơi, nhanh lên. Ui. Ui. Nhanh lên, nhanh lên. Đỡ thầy nào. Nào, thầy lên đi ạ. Ui. Để thầy xuống ấm. Kìa thầy. Thầy, các con. Thầy ơi, các con cứ đi đi. Để mặc thầy. Đi đi. Thầy, kìa thầy. Đâu? Thầy. Đâu phát kia mà. Đi đi con. Cắt chưa lên. Đi đi. Thầy ơi. Thầy mọi nó mất. Không cho nó chạy thoát. Bên này nữa. Dạ. Luôn hả? Không cho nó đâu ạ. Đuổi theo bắt bằng được nó cho tao. Dạ. Nhanh lên. Mày định phản tao à? Nó là như ma. Mày làm ăn như thế là mày giết tao rồi. Thằng Ba Thảo, thằng Ba Thảo nó sẽ không để cho tao sống ở trên đất này đâu. Đùa này. Dạ. Bẩm ông đội, đã bắt được thằng bố nó rồi ạ. Được, mang nó vào đây. Dạ. Lão già, thằng Ba Thảo đâu? Đi lấy hàng ở phòng. Hôm qua đã về đâu? Lấy hàng. Lấy hàng. Nó trốn ở đâu? Mày. Dạ. Quánh cho nó khai ra. Dạ. Dạ. Lấy hàng. Lấy hàng. Lấy hàng. Lấy hàng ở đâu? Lấy hàng. Lấy hàng ở đâu? Dừng tay không nó chết mất. Dạ, nó vẫn sống rồi. Đi. Dạ. Sen ơi. Dạ. Cô gọi con ạ. Dạ, cô dặn đây. Cô về nhà có chút việc. Dạ. Con đứng ở đây đợi ông thầy lang bốc thuốc bắt mạch cho cô. Vâng, rồi ạ. Mở cổng đón ông ấy vào nhà nhé. Dạ vâng. Ừ. Cô cứ vào nhà đi, con sẽ đợi ạ. Dạ. Con chào ông đội ạ. À, cô có nhà không con? Dạ thưa ông, cô con có. Cô con mệt nằm trong nhà. Mệt hả? Vâng. Thế thuốc thang gì chưa? Dạ cô con uống rồi ạ. Dạ. Tại sao mợ ốm không cho tôi biết? Em chỉ bị choáng đầu thôi cậu ạ. Thế cậu về Quảng Yên làm gì? Dạo này Việt Minh hoạt động ở nhiều nơi. Hôm qua họ giải chuyển đơn ở Uông Bí và Quảng Yên. Dọa cướp đồn Chí Linh ở Đông Triều. Binh lính hoang mang lo sợ. Quan Tây cho họp gấp để... Cậu, gió chiều nào cậu che chiều ấy. Cậu đừng làm điều gì ác với bà con.
Phải giữ mình cậu ạ. Cậu nhớ nhá. Ở đời ác giả thì ác báo cậu ạ. Tôi nhớ rồi. Thôi, tôi phải về dinh thị trưởng họp gấp. Vâng. Mà ở nhớ cắt nhiều thuốc mà uống. Mấy ông là người Tàu có thuốc hay lắm. Vâng, em nhớ. Em định cắt cho cậu mấy thang thuốc bổ để cậu ngâm rượu nữa. Tôi khỏe thế này, mợ cắt thuốc bổ cho tôi làm gì? Khỏe quá để vật ai? Vật ai thì em không biết. Nhưng mà nếu cậu đi với bà nào thì chết em đấy. Hỏi có bà nào đẹp hơn phu nhân của anh không nào? Thôi, anh đi nhé. Vâng. Chờ anh về trả nợ nhé. Vâng. Ai thuốc đây? Thuốc nào? Thuốc nào? Thuốc đây? Ai thuốc nào? Dạ, con chào thầy ạ. Mời các thầy vào trong nhà con. Cô con đang muốn cắt thuốc ạ. Ni hao, ni hao. Dạ. Đây có phải nhà Tô Hiền không? Dạ phải rồi ạ. Con mời thầy vào nhà. Cô con đang chờ ạ. Vào dạ. Đi. Giới thiệu với cô Vân, hai cháu đây là người giúp việc cho tướng Nguyễn Bình. Chào cô ạ. Giới thiệu với hai cháu, đây là cô Vân, vợ của ông Đội Hiền. Dạ. Mời hai cháu vào uống nước. Tình hình có gì mới không cô Vân? Vâng, báo cáo đồng chí, tình hình đang có rất nhiều thuận lợi. Chúng tôi đã gây dựng được rất nhiều cơ sở trong binh lính địch ở thị trấn Quảng Yên, Hòn Gai, Uông Bí. Ta đã lấy được 100 cây súng và 50 quả lựu đạn ạ. Báo cáo đồng chí, hiện giờ có khá nhiều binh lính của địch phản chiến, đào ngũ muốn theo Việt Minh, nhưng chúng tôi chưa biết phải làm thế nào. Về vấn đề này, tôi đã bàn với đồng chí Nguyễn Bình. Tới đây, chúng ta có thể thành lập chiến khu Đông Triều. Vâng. Khi có chiến khu, chúng ta sẽ thu nhận tất cả binh lính. Vâng. Có tinh thần yêu nước đánh Tây, đào tạo cán bộ, chiến sĩ cho cách mạng. Vậy thì hay quá. À, em cùng bà con quyên góp được 1.500 Đông Dương để ủng hộ Việt Minh. Em gửi anh ạ. Cảm ơn cô Vân. Cảm ơn bà con đã ủng hộ Việt Minh. Cô Vân à, từ nay cháu Hưng sẽ thay tôi để liên lạc với cô. Thôi, tôi phải đi đây. Vâng. Anh đi ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Có phải anh Hưng không? Cô là... Em là Cây Ngoan, con ông Hậu thổi kèn đám ma ở xóm trên. Anh nhớ chứ? Em là Ngoan thật à? Vâng. Lớn mà xinh thế. Anh... Thế tên này có về không? Về anh em mình gặp nhau nhá. Dạ. À này, nhớ đừng cho U biết là gặp anh ở Quảng Yên. Nhớ chưa? Dạ, em anh nhớ rồi nhá. Ạ. Dạ, anh đi anh nhá. Đi đây. Dạ. Đại công các bà. Chào thầy đội ạ. Mời thầy đội ngồi. Mời thầy, chính mắt em nhìn thấy thằng Ba Thảo ra ngoài vườn đi giải, rồi mới vào nhà tắt đèn ngủ với vợ. Em chạy về báo ngay cho thầy đội cường. Để thầy đội cường lên bắt. Thầy đội cường, ông Lý Phác đang sợ Ba Thảo, đang ở trên đồn không dám về nhà. Ông phải nhanh chóng điều tra xem Ba Thảo đang ở đâu. Vâng ạ. Để chúng tôi đến bắt.
giết hắn ngay. Vâng. Dạ, bẩm nghe đội, em nhớ rồi ạ. Em sẽ điều tra và theo dõi bắt thằng Ba Thảo. Mà phải giết được Ba Thảo. Bonjour, monsieur. Dạ. Lại không, không ông ơi, thương xót hơn con. Ai đây hả? Đứa nào đây? Nhà, có chuyện gì vậy nhà? Nhà không ngủ được à? Nhà vào em quạt cho mà ngủ. Cô cứ vào ngủ đi. Nóng quá không ngủ được. Em ra ngoài rượu ấm nước ạ. Thầy bảo thầy muốn có cháu. Nhà về đã được mấy năm mà nhà cứ coi em như người dưng. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. Tôi và cô được thầy bu hai bên, gả cho từ khi 14 tuổi. Tính khí không hợp. Đời tôi nay sống mai chết, không biết thế nào cả. Đấy, ngay như đêm nay, chúng nó đang định giết tôi đấy. Hay mình lên Hà Nội đi. Bác em bảo bán rẻ cho nhà mình cửa hàng phố Hàng Bạc. Người ta bảo giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Cô không hiểu gì cả. Chúng nó, tụi quốc dân đảng, bọn lính đồn đang tìm mọi cách giết tôi. Đêm nào chúng cũng lảng vảng quanh nhà. Tôi đi đâu chúng cũng theo dõi. Ở với tôi cô cũng chết. Cô đi đi, đi ngay đi. Nhà ơi, nhà ơi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Nhà, nhà đi đâu cho em đi theo. Kể cả cái chết, nhà đừng dọa em. Nhà cô ơi, đi đi. Nhà ơi, nhà cô ơi. Đi đi. Nhà cô ơi. Cô hãy về nhà cô đi. Đi. Nhà ơi, đừng đuổi em nhà ơi. Nghe em tôi. Xin nhà đấy. Cô đi đi. Cô đi ngay đi. Nhà đi ơi. Đi. Nhà ơi, em xin nhà. Nhà ơi. Thank you.
không muốn cô chết vì tôi. Cô về nhà cô đi. Về đi. Sĩ quan trực ban phải không? Rồi. Cho mời ngay tất cả các sĩ quan cấp dưới đến gặp tôi. Phải. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Merci. Quan lớn cho gọi chúng tôi. Các ông cần biết, có lệnh từ ngài toàn quyền Anbesaro là chúng ta phải bàn giao toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến đấu cho bọn giặc lùn. Tại sao chúng ta phải bàn giao ạ? Chấp hành đi. Ngày kia, 12 tháng 3, chúng sẽ đến tiếp quản tại nơi đây. Công về thực thi đi. Tôi lại... Mr. Răng, sao ông lại làm thế? Ông không được làm thế. Lạy Chúa tôi. Bọn tôi được đại pháp phải đầu hàng Nhật lùn. Thật nhục nhã. Thật nhục nhã. Các ông phải hàng giặc Nhật, nhưng đâu có nghĩa ông phải chết. Nước Pháp thua Nhật, ông đâu thua họ. Ông phải sống. Còn bé Cory nữa, còn cha mẹ ông bên Pháp, họ đang cần ông. Cory. 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 Cory.
Bonjour, monsieur. Thay mặt nước mẹ Đại Pháp, tôi bàn giao tổng bần yên nhân cho các ngài. Cút! Mình đi thưa con. Đại Đông Á, mát xây! Xin lỗi, tôi muốn gặp anh một phút thôi. Vợ sắp cưới hả? Chắc lại ghen với cậu hả? Xinh quá! Chào cô, gửi cô. Vâng, chào cậu. Có chuyện gì à? Đồn trưởng Mr. Răng định tự tử. Sao? Người Pháp đã đầu hàng người Nhật tại Đông Dương. Anh đi báo tin ngay cho anh Ba Thảo biết đi. Ừ, anh đi luôn. Em cứ về đi. Vâng. Con ra đóng cổng rồi đứng canh gác giúp thầy. Thấy gì thì báo lại cho thầy rồi hãy mở cổng nhé. Dạ vâng ạ. Nào, có chuyện gì? Đồng chí báo cáo đi. Báo cáo các đồng chí. Cô đã vừa sang báo cho tôi một tin quan trọng. Đêm qua giặc Nhật đã làm đảo chính. Quân Pháp đã đầu hàng vô điều kiện trên toàn cõi Đông Dương. Đúng như ta dự đoán. Hay quá. Thời cơ đã đến rồi. Tỉnh ủy Hưng Yên đã ra chỉ thị. Chúng ta phải chớp lấy thời cơ. Lãnh đạo nhân dân nổi dậy, giành chính quyền trên toàn tỉnh. Đúng. Chúng ta phải giành chính quyền ngay. À, đúng thế. Chào anh Hiệu. Chào anh ạ. Các đồng chí anh. Cũng hay tin. Nhật đảo chính Pháp rồi sao? Dạ. Chào anh ạ. Dạ, báo cáo anh. Người của ta làm tại đồn Mr. Răng vừa báo cáo. Hay quá. Trung ương cũng vừa ra chỉ thị. Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta. Các đồng chí có ý kiến gì không? Theo tôi, trong lúc giặc Pháp đang hoang mang, chúng ta cho cướp ngay khu vực đồn bần yên nhân. Vừa gây thanh thế cho cách mạng, lại còn cướp được cả kho đạn dược và vũ khí của chúng. Đồn bần có ngót trăm tên, chúng đều đã được huấn luyện. Giờ đây chúng chỉ hoang mang thôi, cướp đồn sợ khó. Khó ta cũng phải làm. Dù chết, ta cũng phải làm. Đó mới là cách mạng. Đúng. Chúng ta phải đánh chiếm đồn bần. Các đồng chí, nghĩ cách đi. Từ ngày cô Nết xuống Hải Phòng hoạt động, theo sự điều động của cấp trên, cô Na vẫn chưa quen với nhiệm vụ mới. Tớ với cậu phải vào đồn địch điều tra, nắm tình hình. Nhưng bằng cách nào? Khả nghi là chúng bắn ngay. Đúng rồi. Tôi với ông sẽ mặc quần áo doctor, bảo vào thăm bệnh cho con trai của đồn trưởng, để gặp cô Na. Bọn chúng có hỏi thì bảo cô Na mời. Nếu bọn chúng mà hỏi cô Na, mà cô bảo không mời thì sao? Nước đến đâu ta bắt cầu đến đấy. Trong lúc bọn lính đang hoang mang, ta cứ vào đồn đi ông. Mặc quần áo blue vào. Ừ. Tôi cùng đi với ông một phen. Ôi các anh ăn mặc gì mà... À, anh Ba Thảo. Chúng tôi đang định mặc quần áo doctor, liều vào gặp cô đây. Kiểu cô Na, tình hình thế nào rồi? Đồn trưởng Mr. Rang vừa cho gọi bọn chỉ huy lên. Ngày kia, bọn chúng định bàn giao toàn bộ súng đạn cho bọn giặc Nhật. Thôi, em phải đi đây, kẻo bọn chúng sinh nghi. Tối mai,
chúng ta sẽ lấy đồn. Mời ông ngồi. Thế quan chi huyện? Ơi, quan nhất thời dân vạn đại, tôi cũng sắp rời đây rồi. Chắc ông cũng đã biết giặc Nhật đã... Người tính không bằng trời tính. Vận nước đã đổi rồi. Ông nói đúng. Nước xa không cứu được lửa gần. Người Pháp đã bỏ rơi chúng tôi rồi. Để giặc Nhật... Nhưng giặc Nhật sẽ không cai trị được ở đất này đâu. Ông nói thế là sao? Người Nhật có cái tinh quái. Họ có thể gây ra một vài dư chấn, làm thế giới phải giật mình. Ví dụ như là vụ đánh đắm hàng trăm tàu chiến của Mỹ ở trận Trân Châu Cảng. Vâng. Chiếm các nước châu Á và Đông Dương của người Pháp. Vâng. Chỉ trong một đêm mùng 9 tháng 3. Rồi sao nữa, ông Ba Thảo? Người Nhật sẽ về với nước Nhật. Họ sẽ đại bại ở thế chiến lần thứ hai trong vài tháng tới thôi. Phải trả lại Đông Dương cho quân đồng minh. Rồi ai sẽ cai quản Đông Dương, ông Ba Thảo? Nước Nhật, nước Pháp, nước Anh, nước Tàu và cả Đông Dương nữa cũng chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của các cường quốc lớn như Nga và Mỹ. Những nước thắng trận ở đại chiến thứ hai, họ sẽ lập lại trật tự thế giới và phân chia lại thế giới. Xin ông nói rõ hơn, ai sẽ cai quản ở Đông Dương, ở Việt Nam? Nước Pháp là đồng minh của Mỹ và nước Nga sẽ được quay trở lại Đông Dương. Cảm ơn ngài. Cảm ơn. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm mọi cách tống cổ phát xít Nhật ra khỏi nước ta. Bravo. Tôi xin cảm ơn ngài. Tôi có thể giúp gì được cho ngài, tôi xin sẵn sàng. Tôi chỉ xin ngài mượn chiếc ô tô một đêm nay, mai tôi sẽ trả. Được. Ông cứ lấy, ông cứ dùng, rất hân hạnh phục vụ tướng quân. Rất cảm ơn ngài. Au revoir. Báo cáo các đồng chí, đội cướp đồn bần Yên Nhân xin chờ lệnh các đồng chí. Chúc các đồng chí lên đường thắng lợi. Nhân dân Hưng Yên đặt niềm tin và hy vọng rất lớn ở các đồng chí. Toàn đội, xuất phát. Messi. Xin mời Messi, các ngài. Messi. Nào, mời các ngài. Chúng ta hãy nâng ly mừng nước Đại Pháp. Mừng nước Pháp. Nào, giọt nữa đi, Mamazena. Chú lính này say. Gục sớm quá trong một ngày vui như thế này. Đi này thôi. Messi, Messi. Nào, chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Thế nào, quân ta sắp đến chưa? Chắc sắp. À, anh ra ngoài cổng đồn đón anh em đi. Sasuke Tahamara Saki đồn bần Yên Nhân. Ngài sĩ quan Nhật nói, ngài cùng quân của ngài xuống tiếp quản bảo vệ đồn bần Yên Nhân. Sakure Omoroshito. Mở cổng cho ngài vào.
nào. Báo ngay hết, không để lính nào thoát, tước hết vũ khí. Báo cáo đồng chí, khí thế tiến quân của quân ta rất hăng hái, đề nghị đồng chí cho... Tốt. Nhân đà thắng lợi này, chúng ta huy động bà con lên tổng lên phủ cướp chính quyền, bà con có đồng ý không? Nhất trí, nhất trí, nhất trí. Chúng ta phải thay trời hành đạo, cướp chính quyền từ tay giặc. Thưa toàn thể bà con, thời cơ của cách mạng đã tới, toàn thể bà con chúng ta hãy xông lên cướp chính quyền từ tay giặc. Xông lên, xông lên, xông lên.